Theo thống kê thì tăng trưởng doanh thu bình quân của ngành sữa tại thị trường Việt Nam từ năm 2010 đến nay đạt xấp xỉ 13% một năm. Dự báo đến năm 2030, tổng doanh thu ngành sữa sẽ đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ. Để chinh phục thị trường thì các doanh nghiệp không chỉ cần giải vốn đầu tư vào công nghệ sản xuất mà còn phải xây dựng chiến lược marketing, phân phối hiệu quả. Hy vọng sẽ đưa sản phẩm của mình đến tận tay người tiêu dùng với sản phẩm đạt chuẩn chất lượng nhất. Mới đây thì công ty thương mại dịch vụ 24 giờ Việt Nam đã chính thức được ủy quyền phân phối độc quyền 3 dòng sữa cao cấp cùng với công ty sữa Hà Lan Milk. Với mô hình phân phối độc quyền, mỗi tỉnh thành sẽ có một hệ thống phân phối. Những hệ thống phân phối độc quyền này sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với khách hàng về nguồn cung, chất lượng cũng như đảm bảo sản phẩm đúng chuẩn nguồn gốc đến tận tay của người tiêu dùng.